Chung kết FA Cup chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra. Dù là một trận derby nhưng lúc này, mọi ý kiến nhận định trước giờ bóng lăn đều cho rằng Man City không những thắng mà còn thắng cực đậm Man United. Còn ngay cả với những cổ động viên Quỷ Đỏ, sức mạnh duy nhất mà họ nghĩ đội bóng của mình có thể mang ra đối chọi với địch thủ cuồng bạo này là tinh thần, là niềm tin. Và mới đây, Man United đã có thêm một cú hích cực lớn vào tương lai. Tờ The Athletic đưa tin, các buổi đàm phán giữa Man United và Mason Mount trong những ngày qua đã thu về tín hiệu tích cực. Tiền vệ người Anh đã vẫy tay chào cổ động viên Chelsea sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022-2023. Mount chỉ còn 1 năm hợp đồng và gần như chắc chắn sẽ rời Stamford Bridge. Lúc này, Jude Bellingham phải tính toán để tránh việc mất trắng cầu thủ người Anh vào hè 2024. Nhiều câu lạc bộ rất muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người Anh, trong đó có Liverpool và Arsenal. Song các nguồn tin uy tín nhất đều khẳng định rằng Mount cùng với cha anh là ông Tony và người đại diện Neil Fielding đã đạt được các thỏa thuận với Manchester United. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận nào giữa hai câu lạc bộ về mức phí. Mặc dù tân huấn luyện viên Chelsea Mauricio Pochettino đã bày tỏ mong muốn giữ Mount ở lại, nhưng tuyển thủ Anh vẫn muốn rời Stamford Bridge khi hợp đồng chuẩn bị hết hạn vào năm tới. Sau khi thuyết phục được Mount, MU sẽ chuyển sang bước tiếp theo là đàm phán với Chelsea. Trước đó, báo chí xứ sở sương mù đưa tin, câu lạc bộ Tây London đang hét giá cựu cầu thủ của Derby County lên đến 80 triệu bảng. Tuy nhiên, đây là con số quá cao so với một cầu thủ chỉ có 1 năm hợp đồng. Đẹp nhất là 60 triệu bảng và Man United sẽ tự tin thuyết phục được Chelsea hạ giá. Giữa hai câu lạc bộ không có sự thù ghét quá lớn. Thậm chí, trong các đội ở Big Six thì Man United và Chelsea còn được xem là hòa thuận nhất. Xét về đẳng cấp, Mao có lẽ đã bị khuôn mặt đẹp trai và gốc gác người Anh của mình khiến cho anh bị đánh giá thấp. Thực tế, tiền vệ này thuộc hạng xuất sắc ở độ tuổi của mình. Anh là trụ cột trong hai chiếc vô địch Champions League và Club World Cup cùng Chelsea. Anh đã đá chính trong cả 3 trận thua liên tiếp của The Blues ở chung kết FA Cup giai đoạn 2020-2021, cũng như trận chung kết League Cup trước Liverpool trên chấm phạt đền vào năm ngoái. Cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của Chelsea cũng đá chính ở đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro với đội tuyển Italia vào năm 2021 và anh hiện đã có 36 lần khoác áo tam sư. Mao từng có 2 năm được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Chelsea nhưng đã thi đấu sa sút ở mùa giải 2022-23. Mùa này, Mason Mount ra sân 44 trận, ghi 4 bàn, kiến tạo 3 lần cho Chelsea, nhưng thông số khá thấp so với những gì chàng trai này làm được ở hai mùa giải trước đó. Song nguyên nhân chính là bởi chấn thương và những khúc mắc hợp đồng. Giải quyết được hai vấn đề này, Mao vẫn là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở Premier League. Huấn luyện viên Erik ten Hag rất muốn bổ sung một tiền vệ trẻ vào đội hình của mình và Mao, 24 tuổi, là người rất phù hợp. Vào năm ngoái, ông cũng từng cho biết muốn chiêu mộ các cầu thủ Anh hơn, nhưng thừa nhận họ luôn được định giá quá cao. Tôi muốn ký hợp đồng với các cầu thủ Anh, nhưng cần phải phù hợp cả về chất lượng lẫn giá cả. Ten Hag cho biết vào tháng 7 năm 2022. Có vẻ như các cầu thủ Anh khá đắt, đó là sự thật mà bạn không thể phủ nhận. Song có những quy định rất ngặt nghèo ở cả Premier League khiến cho các đội buộc phải tuân theo, chẳng hạn như home ground. Quy định này đã được áp dụng từ lâu. Theo đó, mỗi câu lạc bộ Premier League phải đảm bảo có tối thiểu 8 cầu thủ thuộc diện cây nhà lá vườn, được đào tạo tại Anh hoặc xứ Wales trong 3 năm trước khi bước sang sinh nhật lần thứ 21. Trong danh sách đội hình 25 người. Bởi số lượng chiếm 1/3 đội hình và tham vọng xây dựng một đội bóng mạnh nhất nhì thì 8 suất home ground nên là những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đất nước. Mùa hè này, Man United nhiều khả năng sẽ chia tay Harry Maguire và Dean Henderson. Do đó, Mason Mount sẽ là cái tên thay thế suất home ground của hai cơ mặt này. Từ các yếu tố trên nên dẫn đến việc các home ground ở Anh trở nên có giá trị hơn và các cầu thủ home ground xuất sắc thì lại càng rất hiếm. Mà cái gì hiếm mà còn giá trị thì sẽ càng cao. Chẳng hạn như Mount còn 1 năm hợp đồng vẫn bị Chelsea hét giá 80 triệu bảng. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ lớn cũng sẽ phải dựa vào những ngôi sao người Anh để xây dựng thương hiệu. Đơn cử, nếu không tính tới cầu thủ quan trọng nhất của đội, ví dụ như Kevin De Bruyne của Man City, thì một cái tên người Anh như Jack Grealish sẽ khiến khán giả có tình cảm hơn so với Bernardo Silva. Ở Man United hiện tại, ngoài Marcus Rashford thì chẳng còn cầu thủ Anh nào đủ đẳng cấp để trở thành cây hút fan. Mason Greenwood chưa bị đánh cho là may, còn Luke Shaw thì đã ở vị trí hậu vệ cánh nên cũng không được tung hô như các đồng nghiệp ở hàng công. Vì thế, Mason Mount, một gương mặt đẹp trai, ăn hình, sẽ là cái tên cực kỳ hợp lý nếu muốn đảm bảo tốt thương hiệu. Tất nhiên như đã nói, có vẻ ngoài lung linh đôi khi khiến người ta quên rằng Mount là cầu thủ giỏi ra sao. Mount là cầu thủ tấn công rất đa năng, anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hậu công. Từ lâu, Manchester United đã thiếu vắng một phương án chất lượng để xoay tua với Bruno Fernandes. Trước thời điểm dính chấn thương dài hạn, Donny van de Beek chưa từng chứng minh được giá trị của bản thân trong áo của Quỷ Đỏ, trong khi Marcel Sabitzer đã nhanh chóng thi đấu mờ nhạt sau một vài màn trình diễn nổi bật. Theo đánh giá từ trang Man, vai trò tốt nhất của Mason Mount là số 10. Tương tự như Bruno Fernandes, anh có khả năng mang đến mối đe dọa khung thành đối phương bằng những đường truyền sáng tạo và những tình huống dứt điểm từ xa. Trong áo Chelsea,
Mao vẫn được đánh giá cao với khả năng xâm nhập vòng cấm và tận dụng tốt khoảng trống từ các tuyến để chuyền bóng cho đồng đội. Tương tự Bruno Fernandes, Mason Mount là một cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và luôn cố gắng thực hiện những tình huống pressing xuyên suốt trận đấu. Vì vậy, không chỉ khả năng sáng tạo, anh hoàn toàn có thể sánh ngang với Bruno về khoản work rate trên sân. Bên cạnh đó, Mount hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò thay thế Tristan Eriksen trong trường hợp tiền vệ này hết pin. Tuy thường xuyên thi đấu ở một vị trí khá cao trong hàng tiền vệ, nhưng Mount cũng làm khá tốt nhiệm vụ của mình mỗi khi được lùi sâu. Vì thế, dự kiến anh sẽ không gặp nhiều khó khăn khi chám vào vị trí của Eriksen trong hàng tiền vệ 3 người. Dù thực tế thì khả năng phân phối bóng và điều tiết thế trận của ngôi sao người Đan Mạch vẫn ở một đẳng cấp khác so với Mason Mount. Tuy nhiên, Mount sẽ mang đến những giá trị khác biệt so với Eriksen. Nhưng phẩm chất của anh rất đặc biệt có ích khi Man United kiểm soát thế trận và cần có một cầu thủ có khả năng gây đột biến cao. Ngoài ra, cũng đã có không ít lần Ten Hag bố trí Bruno Fernandes thi đấu như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Và khi ấy, Mason Mount chắc chắn sẽ có nhiều không gian hoạt động hơn. Và cuối cùng, Mason Mount đủ sức trở thành quân bài đáng kỳ vọng ở hàng công. Từ trước đến nay, Mao chỉ phần lớn thời gian thi đấu như một tiền vệ trung tâm, nhưng khi cần, anh vẫn có thể hoạt động tốt ở hành lang cánh. Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, đã có không ít lần tiền vệ người Anh chơi như một tiền đạo cánh bên hành lang cánh trái trong sơ đồ 3-4-3 đặc trưng của huấn luyện viên người Đức. Với Ten Hag, sơ đồ 4-3-3 cũng sẽ cho Mao một vai trò tương tự ở vị trí tiền đạo cánh. Anh vẫn được tập trung vào mặt trận tấn công để thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Không khó để nhận thấy, Man United đang sở hữu tiền đạo cánh thực thụ như Jadon Sancho hay Alejandro Garnacho. Thế nên một mẫu cầu thủ chạy cánh bất đắc dĩ như Mao chắc chắn sẽ mang đến những phương án mới cho Ten Hag ở vị trí này. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là lựa chọn mang tính thử nghiệm, bởi sau cùng thì vị trí sở trường của Mao vẫn là tiền vệ. Mong rằng thương vụ này sẽ được chốt nhanh trong 1 đến 2 ngày tới. Khi đó, Man United sẽ có thêm động lực tinh thần để chiến song phẳng với Manchester City.